Sao Nhật xin chào các bác, em lên sóng của các bác con lọc khí Daikin cột cực đẹp luôn nhé. Đây là một cái con máy thiết kế mẫu mã mới của Daikin. Con này về hình thức thì nó như mới, các bác nhìn trên clip ấy, trắng tinh, vỏ nguyên bản như mới. Tỷ lệ sức sáp rất là ít. Con này em đổ viên áp điện 220V rồi. Các bác nhìn này, mặt mũi sáng như mới nhé. Gần như không có sức sáp gì, nguyên bản luôn, không có mông má tút tít bất kể tí gì luôn. Cực đẹp, dành cho các bác thích hàng đẹp, hàng VIP, sưu tầm đẹp, đời 2019 này các bạn này. Như mới tinh luôn nhé, trước sau như một luôn, cực mới. Công suất 58W dùng trong phòng khoảng 40m2 đổ lại, đẹp xuất sắc, hiếm có chiếc thứ hai đẹp thế này đấy. Tất cả mọi thứ còn như mới luôn. Một con Daikin cột mẫu mã đây, báo phần trăm độ ẩm này các bác này. Các cái nút chuyển đổi các cái chế độ lọc khí, tốc độ lọc khí các kiểu luôn này. Đây, bù ẩm này, đèn báo phần trăm độ ẩm, công nghệ timer này. Khu vực bình nước này các bác này. Đấy, mang tàu ẩm các thứ này. Rất mới luôn nha. Đấy, màng HEPA thứ như mới luôn. Đây, mới tinh luôn. Đây. Daikin cột xuất sắc màng than như mới tinh, hàng hiếm, đã đổ viên áp điện 220V rồi. Đấy, chiếc này em bán là 3,5 triệu nha. Bác nào thích hàng sưu tầm đẹp thì các bác alo, giá 3,5 triệu bảo hành 1 năm, hàng rất hiếm, đẹp xuất sắc. Chào các bác nhé.